Chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay mình cắt sửa phôi bằng lăng này. Cái phôi này thì mới kiếm một lúc sáng các bạn ạ. Đi đào về và nó có rất nhiều giấy tờ. Cái này thì chắc không phải dâm cát nữa. Mình có thể trồng ngay đất được. Đây cho các bạn xem kỹ phần gốc này. Đây các bạn giấy rất nhiều đây. Cái này mình phải cắt ngắn bớt đi. Các cái đầu chết này mình cũng cắt ngắn đi luôn này. Đấy, cái này là nếu mà mình mà tự trồng thì rất là lâu mới được cái gốc như thế này. Và đây là mình khai thác được. Đây, người ta chặt rất nhiều lần mới được như thế này. Mặt bên này thì ít dễ hơn. Mặt này nó vào núi. Mặt này nó ra phía bên ngoài nên là người ta chặt nhiều này đây. Bây giờ mình sẽ cắt cái phần thân trên này trước. Cắt phần trên này trước rồi phần dưới mình cắt sau. Đây có cái cành này các bạn này, mình sẽ để cành này lại chơi để tạm đây. Sau này mình tính sau. Cắt thì nhanh nhưng nuôi thì mới lâu. Còn các cái cành mà nó không nằm vào cái chỗ tạo hình thì mình sẽ cắt bỏ đi. Đây bên này mình sẽ để lại một hai cái mình bẻ cong xuống đây. Cái lối này có mấy cái ú nhìn rất là vui mắt các bạn này. Cái này có lẽ là mình phải để lại hàng độc ấy. Cái loại này mà kiếm được là không có đâu. Rồi mà cắt thì dễ nhưng mà phải để lại mấy cái này. Đấy, mấy cái này rất là độc đáo đây. Cái mục này đục đi. Ôi giời ơi. Này lâu lắm rồi mục này. Ôi, mục quá đẹp. Chỗ này có cái cành gãy này mình đục đi. Thế các bạn này, mấy cái gai này là mình để lại đây. Cái này hàng độc. Có những cái cành nó gãy và sau đấy nó bao sẹo luôn. Đấy, giờ nó ra cái gai này rất là ấn tượng này. Cái này để xem xét sau này mà mình thích thì mình cắt đi, còn không thì để lại chơi. Các bạn chỗ này có cái sẹo mà mình sẽ đục chỗ này. Không, cái đây là sao nó thành cái dấu tích thời gian. Đấy, cây này là bắt đầu nó mục, như là đúng là dấu tích thời gian này. Tiếp theo đến cái đỉnh này thì mình cũng sẽ kiểm tra cái phần mầm. Đây nó có mầm sắn đây. Sau đấy thì mình sẽ đục bớt đi. Đục bớt xong sau đấy thì mình sẽ xác định xem là chỗ nào mình làm đỉnh. Có thể mình sẽ làm bên này, có thể làm chỗ này. Đây đó, bên này thì nó hơi đơ và mình có thể làm đỉnh chỗ này. Cũng có thể là làm đỉnh vào cái chỗ vị trí này. Thì bây giờ trước mắt là mình đục đi cái đá. Chỗ này hai cái cành gần nhau quá nên mình sẽ cắt bớt một cái các bạn này. Chỗ này. Đây các bạn, mình đục như thế này. Đây.
mình đục lõm như này để hôm sau đây lên một cành và đây lên một cành. Đây các bạn. Đấy. Và phía bên này. Đây. Cành mọc đây. Và cái này mình làm cái dạng cành tán tự nhiên nên là nó sẽ có nhiều đỉnh các bạn ạ. Đấy, cái dạng mà nó nhiều đỉnh ấy. Và cái phần phía bên trên thì mình tạm thời cắt như thế này thôi. Có cái cành này mình sẽ cắt ngắn bớt đi một chút. Và cái phần tay thì như thế này đấy các bạn. Đây, có cành này thì mình tương lai mình sẽ kéo sang đây như thế này. Đây, cành này. Bây giờ mình sẽ cắt đến phần rễ. Bây giờ cũng khá tối nhưng mà mình cố gắng mình làm cho xong. Nhất là cái rễ này là mọc ngược này thì mình sẽ cắt đi. Cái rễ này nó mọc lên trên mình cũng cắt luôn. Đây, có cái rễ này nó mọc ngược lên đấy các bạn này. Đây, nó chồi ngược lên. Đây, các bạn thấy đó, nó chồi ngược lên này. Đấy, thì mình sẽ cưa chỗ này đi. Đấy, các bạn thấy không ạ? Sẽ cắt chiều này. Này cái mặt dưới nó khá bằng các bạn. Đây. Đây nó khá bằng nên là tương lai mình có thể đưa vào một cái đây. Mặt dưới khá bằng nên là tương lai mình có thể đưa vào cái chậu cạn được. Tiếp theo là mình cắt cái rễ lúc nãy đây, lúc nãy nó trồi lên đây. Đấy, bây giờ các bạn thấy nó đi xuống rồi đấy. Đấy, cái rễ nào mà nó mọc ngược lên trời thì mình cắt đi thôi. Còn như chỗ này thì mình bẻ cong không được thì mình bẻ xuống. Cái dây mình buộc xuống đây. Dìm xuống. Như thế này. Chỗ này nó có cái rễ cụp lại nên là mình để lại. Đấy. Nhìn nó cũng chấp nhận được. Tiếp theo là phần này có một chút cái rễ nó bị bong vỏ bạn ạ. Một chút bong vỏ thì mình cũng sẽ đục đi. Cái này là do lúc đào mình chạm cái thủng vào. Tiếp theo là mình đục vát cái rễ này đi. Cưa vát cái rễ này đi được. Còn một chút này các bạn này. Đây. Nó bị lúc mình đào nó bị sứt nên là mình sẽ cắt chéo này đi.
theo là mình dùng dao mình gọt lại cái vết cắt này các bạn này. Đấy, mình gọt xong rồi, bây giờ mình bôi keo liền sẹo vào các cái vết cắt này. Bây giờ mình bôi keo sau đấy thì mình sẽ đưa ra mình dâm cát. Cái phần rễ nó xuống dưới đất thì mình không cần phải đục lõm các bạn ạ. Còn cái phần bên cành này là mình đục lõm các vết cắt này đi, để đến sau này cái vết thương nó nhìn nó đẹp. Sau khi cắt được bôi keo thì được cái cành như này các bạn này. Một số cành chết được tạo thành cái gai như thế này thì mình sẽ nghiên cứu, có thể mình sẽ để như này, có thể mình sẽ cắt mình mài tròn nó lại để cho nó giống như là cái nu ấy. Và mình xin tạm dừng video tại đây. Chúc tất cả quý vị và các bạn săn được nhiều phôi đẹp. Xin kính chào và hẹn gặp lại.